bọc chùm cây để chậu để đi bán nha bạn. Cái loại này là cái loại đai lớn và đai bé ha, đai lớn và đai bé nè, đai bé nè, rồi đai lớn nè ha. Đây là loại đai lớn và đai bé nha các bạn. Còn có loại bao dạng thọ thì hai đái nó bằng nhau, có đầy đủ các mẫu hết trơn á nè. Mẫu một cây nữa nè, mẫu một cây nè. Rồi nhiều loại bọc lắm, nhiều loại bọc. Thì bữa nay anh Tư hướng dẫn cho các bạn tứ phân đợt đầu cho dạng thọ luôn nha các bạn. Tại vì anh em nào mà đã quen rồi thì không có cần phải nghiên cứu gì nữa. Còn các bạn mới ha, thì các bạn nhưng mà quan trọng nhất này, cái loại phân này nè, thằng 3099 te này không phải ở đâu cũng có nha các bạn. Cái hàng này thì không phải ở đâu cũng có nha. Thì đây, rồi liều lượng pha như thế nào, nhiều bạn thắc mắc. Nếu mà chúng ta trồng 200-300 chậu chơi hoặc bán nhỏ lẻ thì ta sắm cái ấm 5 lít là ok rồi các bạn. Còn trồng lớn thì chúng ta xài máy nha, thì nhiều xài máy. Còn anh Tư cũng trồng nhỏ lẻ, anh Tư trồng chơi thôi. Thì 5 lít cho đầu nè. Trước khi tưới phân á, mình xem cái cây của mình. Các bạn thì các bạn thấy cái cây này nó đang thiếu dinh dưỡng, tại nó ra chậu anh Tư nó hơi nghèo dinh dưỡng nè. Nếu mà cây mình thấy nó cứng nè, bạn thấy không, nhìn thấy cứng, rất là cứng nè ha, rất là cứng nè, thì là cái bộ rễ ở dưới nó đã phát triển rất là tốt rồi, thì mình cứ tưới thôi. Còn nếu mà cái cây mà các bạn thấy cảm, mình nhìn cái cây ha, chăm sóc là mình thấy cái cây nó còn chưa thấy cái lá này nó xanh lại, thì mình nên xịt thuốc thôi nha bạn, đừng nên tưới vô là hư rễ luôn ở dưới đó. Rồi thì liều lượng pha như thế nào thì giai đoạn đầu mình lấy nửa nắm thôi, nửa nắm cho 5 lít nước. Rồi cái này nó mạnh thì hơn nửa nắm chút xíu. Rồi pha con heo hồng vô thêm. Đây, kích rễ. Chai kích rễ heo hồng nha bạn. Rồi, vậy thôi. Là xong cái phần phía dưới. Xong cái phần phía dưới là cứ thế mà làm thôi. Rồi, nè. Rồi, xong phần phía dưới. Rồi cái phần phía trên Tư giới thiệu sẵn luôn các bạn ơi, chứ còn này cái hũ này là héo xanh nha bạn. Này héo xanh, vàng lá thối rễ, chạy dây rong rêu, hạn chế nước thân xì mũ. Tư không có giới thiệu nhiều nha, trong cái bao bì nó có ghi hết rồi nè, héo xanh. Rồi bên cạnh đó bên cạnh đó là thuốc phòng nha bạn nè. Cái này cũng là phòng héo xanh, héo rũ rồi đồ luôn nè. Đây, rồi héo xanh làm đau đầu các bạn luôn nè. Tiêu diệt héo xanh tan tầm xương rễ ha. Rồi đây là cái bộ héo xanh nè, đây là cái bộ héo xanh nha các bạn, bộ phòng và đặc trị héo xanh. Rồi vậy thôi, phòng và đặc trị héo xanh đó, một bộ. Rồi thuốc bệnh này, bệnh phổ rộng. Bệnh phổ rộng thì mình nên xịt bệnh phổ rộng nè. Rồi đó, bệnh phổ rộng, đây là bộ bệnh nha, bộ bệnh. Rồi tới bộ dưỡng. Bộ dưỡng thì giai đoạn này chúng ta xịt gì, đơn giản thôi nè. Bung chèo ha, bung chèo để tạo chèo nha. Rồi bung chèo để tạo chèo, bung đọt kéo chèo, xanh cây mập ngọn lớn lá. Rồi nếu mà chúng ta thấy cây chúng ta đọt yếu thì chúng ta đi thêm thằng vua đọt này. Rồi vua đọt. Rồi thấy cây chúng ta hơi vàng, còn thằng bé mập nữa rồi, thằng bé mập giai đoạn sau rồi. Rồi nếu cây chúng ta hơi vàng thì chúng ta có xanh cực xanh ha. Rồi vậy thôi, mập thân phát rễ, xanh cây tốt lá, phát chồi mạnh, nảy lọc nhanh, xanh lá nhanh hơn. Rồi bộ thuốc dưỡng. Rồi nếu mà chúng ta muốn cây chúng ta ngon nữa thì có bánh dầu nè, không tốt không lấy tiền nè, cam kết của nhà sản xuất nha, không tốt không lấy tiền. Rồi bộ dưỡng. Bộ thuốc sâu. Bộ thuốc sâu thì đơn giản thôi, bộ thuốc sâu thì có sâu tạp nè. Bộ thuốc sâu thì có sâu tạp nha, sâu ăn tạp thì nó có nhiều loại lắm, trên thị trường nó có nhiều loại cực kỳ lắm các bạn ơi. Loại này loại cớm nha,
sâu nè, sâu là sâu đục bẹ, bọ xích, sâu tơ, sâu đục thân lá, sâu xanh da láng, bọ chỉ, sâu khoang, sâu da bùa, ghì bông, dành đỏ, bọ xích, mũi, cánh tơ. À, cái này là gọi là ăn tạp rồi, phổ rộng nha. Rồi ví dụ như chúng ta phổ rộng mà chúng ta cũng vẫn còn bị bọ chỉ hay là chích hút thì chúng ta có đời có chích hút nè nha, rầy đẹp rồi bọ chỉ. Rồi rồi tới cái này, rồi này là sâu da bùa, rồi này tạ mầm hoa.